Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai và Sydney FC ở đâu, kênh nào. Cập nhật thông tin kênh phát sóng và link xem trực tiếp trận đấu Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC ở vòng bảng AFC Champions League diễn ra lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4. Việc phải rơi vào một bảng đấu với toàn những ông lớn rừng sỏ tại châu Á đã phần nào khiến Hoàng Anh Gia Lai gặp những áp lực nhất định trong quá trình thi đấu. Dù vậy, nhìn vào những quyết tâm trong trận đấu gặp Yokohama F Marinos có thể thấy rõ được sự quyết tâm của huấn luyện viên Kia Tisak và các học trò. Dù chưa trực tiếp lập công, song việc có được bàn thắng vào lưới đại diện của Nhật Bản đã phần nào giúp cho hàng công của Hoàng Anh Gia Lai giải tỏa được những áp lực. Tuy nhiên, sự kết nối giữa các tuyến vẫn là bài toán mà huấn luyện viên Kia Tisak phải giải quyết triệt để. Nếu như không muốn phải nhận thêm một trận thua nữa trước Sydney FC, không gì khác, tham vọng của đội bóng phố núi chính là giành chọn 3 điểm trước đại diện tới từ Úc. Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai đấu Sydney FC ở đâu? Để tiện cho quý vị dễ dàng nắm được các diễn biến trực tiếp của trận đấu, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC tại đây. Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC kênh nào? Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam VTV và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Truyền hình FPT và FPT Play mới đây đã chính thức công bố hợp tác sản xuất phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League trên các kênh sóng của đài truyền hình Việt Nam. Vì thế, quý vị có thể bật các kênh VTV5, VTV6 để theo dõi trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi trận đấu qua các hệ thống phát sóng online của VTV Go hay là FPT Play. Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ nhận được lợi thế trước cuộc đối đầu ông lớn nước Úc. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đón nhận một lợi thế lớn về vấn đề lực lượng cầu thủ trước cuộc đối đầu với câu lạc bộ Sydney tại AFC Champions League. Gác lại trận thua đầy đáng tiếc trước Yokohama F Marinos tại trận đấu gia quân, sang đến loạt trận thứ hai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc chạm trán đối thủ là Sydney FC. Có một chi tiết rất đáng chú ý xoay quanh màn so tài này, đó là theo điều lệ của ban tổ chức AFC Champions League, mỗi đội tham dự đều được phép mang theo 4 suất ngoại binh trong đó ít nhất có một cầu thủ mang quốc tịch châu Á. Tuy nhiên, đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai lại không có bất cứ cầu thủ châu Á nào. Điều này đồng nghĩa là Sydney FC chỉ có thể chơi với 3 ngoại binh cho trận đấu tới đây. Ở chiều ngược lại với Kim Đông Su của Hàn Quốc trong đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Katisak hoàn toàn có thể chơi với 4 ngoại binh đầy chất lượng. Những cái tên còn lại đều đến từ Brazil gồm có Mauricio, Baiano và Brandao. Ở cuộc thư hùng với John Book, Sydney FC đăng ký 3 cầu thủ ngoại là Lee Fondry, Nasai, và Nikovic, cầu thủ Bobo và cầu thủ Kamsoba là những gương mặt chưa có dịp được cảm nhận không khí AFC Champions League. Khi đối đầu với đại diện của Việt Nam, không loại trừ khả năng những nhân tố kể trên vẫn tiếp tục được sử dụng. Sau vòng đấu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đang phải xếp bét bảng hát khi chưa có được điểm số nào. Ngay phía trên đội bóng phố núi chính là Jeonbuk và Sydney khi cả hai đều bất phân thắng bại. Không ai khác chính Yokohama F Marinos, câu lạc bộ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai hiện đang tạm dẫn đầu bảng đấu. Nếu như thắng được Sydney FC ở màn so tài ngày 19 tháng 4, Công Phượng và các đồng đội sẽ có cơ hội cải thiện vị trí của mình. Huấn luyện viên Kiatisak tuyên bố làm theo yêu cầu đặc biệt của bầu Đức ở trận gặp Sydney FC. Huấn luyện viên trưởng Kiatisak khẳng định ông muốn có điểm ở trận đấu tiếp theo tại AFC Champions League nhưng vẫn sẽ làm theo yêu cầu của bầu Đức. Ở trận đấu ra quân, Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu đầy nỗ lực trước Yokohama F. Marinos, tuy nhiên trước nhà Á quân J-League với đẳng cấp vượt trội thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã phải chấp nhận thất bại 1-2 ở ngày ra quân. Ở lượt trận thứ hai bảng hát, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu với đại diện đến từ nước Úc là câu lạc bộ Sydney. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, tuy nhiên huấn luyện viên Kia Tisak khẳng định các học trò của mình đã sẵn sàng cho trận đấu này. Hoàng Anh Gia Lai đã không có điểm ở trận đầu tiên nên trận này rất quan trọng. Chúng tôi phải cố gắng hết sức. Sydney FC là đội mạnh, cầu thủ chất lượng, chuyên môn giỏi. Tuy nhiên cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng để bước vào trận đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kiati Sak cũng chia sẻ về mục tiêu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Điểm mạnh của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là kỹ thuật, chơi tốc độ nên cố gắng phát huy hết sức mạnh vốn có của mình. Chúng tôi muốn có điểm trước Sydney nhưng quan trọng là cống hiến hết mình theo yêu cầu của bầu Đức. Vị chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ thêm về đối thủ. Tôi đã theo dõi trận đấu vừa rồi và đã phân tích Sydney FC. Họ tạo được nhiều cơ hội trước John Book Hyundai Motors. Đội bóng này cũng phòng ngự rất chắc chắn. Yokohama F. Marinos và Sydney FC là hai đội bóng khác nhau nên lối chơi cũng khác nhau. Điểm mạnh của Sydney FC là có nhiều cầu thủ có chiều cao rất tốt. Sự khác biệt ấy nên Hoàng Anh Gia Lai cũng phải có cách chuẩn bị khác. Ở giải đấu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế sân nhà khi được thi đấu trên sân Thống Nhất, chính vì vậy mà thầy trò huấn luyện viên Kiati Sak nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ người hâm mộ. Sydney đấu Hoàng Anh Gia Lai, chờ đợi bất ngờ từ thầy trò Kiati Sak. Màn trình diễn đầy tích cực trước Yokohama F Marinos là cơ sở để tin vào việc Hoàng Anh Gia Lai có thể giành được điểm trước Sydney FC, đại diện từ Australia. Sau loạt trận đầu của vòng bảng AFC Champions League, Hoàng Anh Gia Lai xếp cuối bảng với một thất bại, còn Sydney FC thì xếp thứ hai sau khi có trận hòa trước Dion Book. Đội bóng có hai lần vô địch AFC Champions League. Tại giải năm nay, Sydney FC không có sự chuẩn bị tốt nhất. Họ là đội đến thành phố Hồ Chí Minh sau cùng và các buổi tập thì bị ảnh hưởng do thời tiết. Dù vậy, Sydney FC vẫn chơi ấn tượng trước đội bóng Hàn Quốc, tạo ra thế trận ngang ngửa với tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai bên là 44 và 56%. Sydney FC cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn với 11 pha dứt điểm cầu môn, 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Những con số này bên phía John Book là 9 và 3. Việc cầu thủ Lee Bum Su vào đội hình tiêu biểu của AFC Champions League cũng cho thấy chất lượng những pha dứt điểm mà Sydney FC tạo ra là nguy hiểm như thế nào. Sydney FC mạnh và được đánh giá cao hơn Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên thầy trò Kia Tisak không phải là không có cơ hội, nhất là khi họ có màn trình diễn khá ấn tượng trước Yokohama F Marinos, đương kim Á quân J League 1. Trên sân thống nhất hôm 16 tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đó là tình huống Vũ Văn Thanh có pha cướp bóng qua người rồi cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng chạm cột khung thành đối phương. Với chất lượng đội hình vượt trội, Yokohama F Marinos dễ dàng áp đặt trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng là 70%. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai cũng cho thấy họ nguy hiểm trong thế trận phòng ngự phản công. Các học trò huấn luyện viên Kiatisak có 10 pha dứt điểm và một lần trúng đích. Yokohama F Marinos có 12 cú dứt điểm và 4 lần trúng đích. Đó là những con số khá ổn trong một thế trận Hoàng Anh Gia Lai không kiểm soát bóng nhiều. Trong khâu phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai cũng làm ổn, họ chơi nỗ lực, kiên trì và chỉ chịu thua ở hai tình huống cố định. Bên cạnh đó những màn trình diễn cá nhân của các ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai cũng được đối thủ đánh giá cao. Huấn luyện viên Kevin Muscat của Yokohama F Marinos khen ngợi. Để nói về cầu thủ ấn tượng thì có nhiều, nhưng tôi chọn Công Phượng và Tuấn Anh, hai cầu thủ mang áo số 10 và 11, họ chơi khá nhuyễn và tạo ra nhiều áp lực lên chúng tôi. Huấn luyện viên Steve Corica của Sydney FC đã dự khán trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F Marinos. Chiến lược gia này cũng đánh giá chất lượng cầu thủ đội bóng phố núi. Hoàng Anh Gia Lai thua nhưng có một trận đấu tốt. Nếu may mắn hơn, họ thậm chí có thể cầm hòa Yokohama F Marinos. Hoàng Anh Gia Lai có đến 6 tuyển thủ quốc gia, tôi đặc biệt ấn tượng với Văn Toàn và Công Phượng, họ là những cầu thủ chất lượng, nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chúng tôi cần phải quan tâm tới hai cầu thủ này. Điểm mạnh của Văn Toàn và Công Phượng là tốc độ, ngoài ra Washington Brandao, ngoại binh Brazil của Hoàng Anh Gia Lai cũng sở hữu những cú nước rút và khả năng xoay sở ấn tượng. Đó là lợi thế mà Hoàng Anh Gia Lai cần khai thác. Trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Sydney FC, huấn luyện viên Kiatisak dành nhiều thời gian để trò chuyện, nhắc nhở công phượng. Chiến lược ra người Thái Lan kỳ vọng học trò sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai tạo ra bất ngờ trước Sydney FC. Ngoài việc chờ đợi hàng công tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai cũng cần khắc phục những điểm yếu phòng ngự từ tình huống cố định. Họ đã thua hai bàn từ những pha bóng chết trong trận gặp Yokohama F Marinos. Sydney FC cũng được đánh giá cao ở các tình huống như thế bởi họ có nhiều cầu thủ cao to trong đội hình. Trận đấu giữa Sydney FC và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4 trên sân thống nhất. Vé trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC hạ nhiệt Không sốt như ở trận gia quân, vé xem Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với Sydney FC tại bảng hát của AFC Champions League 2022 vẫn còn nhiều trước giờ bóng lăn. Trưa ngày 19 tháng 4, theo ghi nhận của chúng tôi, không khí bán vé ở sân thống nhất không sôi nổi. Vé vẫn còn nhiều lựa chọn cho người hâm mộ, Số ít khán đài A2, A3 vẫn còn, chứ không cháy vé sau một tiếng mở bán như hôm 14 tháng 4. Một cán bộ phụ trách bán vé cho biết, vé A2, A3 vẫn còn, tình hình bán vé chậm hơn so với trận đấu trước. Giá hiện không đổi với 3 mệnh vé. Khán đài A2, A3 có giá là 200.000 đồng. Khán đài A4, A5 và B có giá là 100.000 đồng. Khán đài C và D sau lưng khung thành là 50.000 đồng. Theo đánh giá của phóng viên, sức nóng của trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Sydney FC đã giảm. Đó là bởi lượt trận đấu diễn ra vào ngày trong tuần, tối thứ ba nên không thuận tiện bằng trận đấu diễn ra vào thứ bảy gặp Yokohama F. Marinos. Với những trận đấu diễn ra vào ngày trong tuần, cổ động viên có xu hướng đến sân mua vé trước giờ bóng lăn thay vì mua vé trước. Ban tổ chức tiếp tục phát hành 12.000 vé cho hai trận đấu ở loạt trận thứ hai của vòng bảng AFC Champions League. Cổ động viên có thể xem hai trận đấu từ 18 giờ đến 23 giờ. Hai cặp đấu ở lượt trận này khá hấp dẫn, khi Hoàng Anh Gia Lai muốn có điểm trước Sydney và cuộc đụng độ giữa Jeonbuk Moto với Yokohama F Marinos. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sydney FC sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4, lúc 21 giờ cũng trên sân thống nhất, Yokohama F Marinos chạm trán Jeonbuk Moto. Ở lượt trận đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai thua Yokohama F Marinos 1-2, còn Jeonbuk Moto đã hòa không đều với Sydney FC. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.